Trạng Nguyên Nhí mùa 3 đã trở lại. Và đây là tập phát sóng đầu tiên. Cùng chào đón nhà sáng tạo nội dung Hậu Hoàng với vai trò người dẫn chương trình Trạng Nguyên Nhí. Gặp gỡ 12 gương mặt học sinh lớp 2, lớp 3 và lớp 4 có thành tích học tập tốt. Những cuộc đấu trí căng thẳng, những phút giây thư giãn với âm nhạc, trò chơi dân gian và cả những phút trải lòng của các bạn nhỏ khiến bố mẹ phải giật mình. Nhưng không, em đã sai. Bố mắng tôi rất nặng đến mức tôi nghĩ rằng tôi không muốn nghe lời bố bao giờ nữa. Nhưng hơn hết, ai sẽ trở thành Trạng Nguyên đầu tiên xứng đáng bước vào trận chung kết năm nay? Ngay bây giờ, cùng đến với trường thi Trạng Nguyên Nhí. Mà mọi người bảo là ứng tuyển vào cái vị trí mà gọi là dẫn chương trình của Trạng Nguyên Nhí là phải rèn luyện thể lực các bạn. Chứ mình mới nhảy có một tí mà mình mệt quá. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với mùa 3 của chương trình Trạng Nguyên Nhí. Mình là Trạng Tinh Anh và bên cạnh mình đây là Trạng Cao Lớn. Thế rồi, Trạng Cao Lớn đâu rồi nhỉ? Tớ là Trạng Cao Lớn nè. Cậu là Trạng Cao Lớn. Tớ nghĩ là Trạng Cao Lớn là phải cao, rồi phải lớn là phải to gấp đôi tớ cơ. Sao xong cậu lại bé tí thế này? Tại vì bố mẹ tớ muốn tớ cao lớn nên bố mẹ tớ đặt tên cho tớ là Trạng Cao Lớn đó. Đúng rồi, như bố mẹ tớ này cũng muốn tớ Tinh Anh này, xong muốn tớ là biết tất cả mọi thứ luôn nên đặt tên cho tớ là Trạng Tinh Anh đấy. Mặc dù mỗi thứ tớ biết một tí có khi còn chẳng bằng các bạn sĩ tử ngày hôm nay ấy. À mà nói đến các bạn sĩ tử thì cậu có thấy các bạn sĩ tử đâu không? Tớ cũng không thấy nhở. Hay là bây giờ mình gọi các bạn sĩ tử nhá. 1, 2, 3. La 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 la. Trường thi Trạng Nguyên Nhí do nhãn hàng BB Milk Grow cộng tài trợ đã sẵn sàng. Xin mời các sĩ tử. Mình tên là Minh Tú. Mình tên là Minh Anh. Mình tên là Ân Phúc. Mình tên là Minh Quân. Mình tên là Trần Minh Ra. Mình tên là Nguyễn Phương Thanh Tân. Sở trường của các bạn là gì? Sở trường của mình là vẽ. Sở trường của mình là học toán. Sở trường của mình là đánh đàn. Sở trường của mình là cầu lông. Sở trường của mình là tiếng Anh. Sở trường của mình là cầu vua và rubik. Con và mẹ Minh Quân đã chuẩn bị tất cả để có thể giành chiến thắng của Trạng Nguyên Nhí. Đội hào nhanh lên, hãy cùng thi tài nhé. Yeah! Học nhân xin chào mau nhỏ. Chúng tôi là Ngô Văn Quỳnh, Mai Ngọc Mỹ Tuyền, Lê Bằng Anh, Hoàng Nguyên Thăng, Nguyễn Đặng Khánh Quân, Lê Cải Đăng. Hôm nay mình đến với chương trình là để bổ sung kiến thức và giành giải Trạng Nguyên Nhí. Tớ đến để đo xem ai cao hơn tớ. Và đồng thời tớ sẽ thi đấu với lại Cao Lớn. Bình thường bạn có bí quyết gì để cao lớn như thế nhỉ? Thì mình uống sữa cả ngày luôn. Một ngày uống 10 hộp lận. Trong nhóm này các bạn nghĩ ai là người thông minh nhất? Vì sao con lại tự tin như vậy? Bởi vì ngày nào mình cũng uống sữa và ăn các chất dinh dưỡng tốt cho não. Trong đội các bạn còn có những năng khiếu gì các bạn có thể thể hiện được không? Con có năng khiếu vẽ. Mỗi ngày con vẽ được 20 bức tranh. Con hy vọng rằng hôm nay đội con sẽ giành chiến thắng. Vui được ra mắt khán giả trong chương trình Trạng Nguyên Nhí. Trạng Cao Lớn ơi, bây giờ cậu giúp tớ một việc đi, bởi vì cũng sắp đến giờ thi rồi. Thì bây giờ cậu vào cậu chuẩn bị đạo cụ nhá. Còn tớ sẽ đi hỏi các bạn sĩ tử một chút xem là các bạn đã sẵn sàng để bước vào kỳ thi hay chưa, được không? Ok. Ok.
mình sẽ đến với đội Mau Nhớ một chút. Bây giờ là mình sắp đến kỳ thi rồi thì mình có cảm thấy là lo lắng không? Dạ không. Hôm nay đội mình có chiến thắng không ạ? Có. Có luôn. Thế thì mình để thử sang hỏi xem đội kia thế nào nhá. À, mình thấy bạn đội trưởng bây giờ đang cười rất là tươi rồi. Nghe đồn đại ở đâu đấy là đội trưởng của đội học nhanh là mình muốn biểu diễn một tiết mục gì đấy đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Có đúng không ạ? Tiết mục gì ạ? Đó là tiết mục hát rap. Rap. Bài hát mang tiền về cho mẹ của Denvo ạ. Sau bài hát này con sẽ mang về chiến thắng, về mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Những ngày dài nhất trần đời là mẹ đi chợ sao chưa thấy về. Thức ăn ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu xong can. Bước ra đời lúc này bà nó trở về nhà là một đứa con ngoan. Yeah. Bước ra đời lúc này bà nó trở về nhà một đứa con ngoan. Yeah. Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà, sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời. Mặc dù người có lúc chẳng được như mong đợi, dù xa mãi nhà đừng hòng còn ai nuông chiều. Mọi người rap với con đi ạ. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ. Bài rất là cháy như thế thì mọi người đã cảm thấy tự tin thoải mái hơn chưa ạ? Rồi. Đội Mau Nhớ sẵn sàng chưa? Rồi. Như vậy là tất cả các sĩ tử của chúng ta đều đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng bước ngay vào kỳ thi. Trạng Nguyên Nhi. Vòng thi hôm nay sẽ có rất nhiều điều thú vị về lịch sử, về văn hóa và về truyền thống. Luật chơi của chúng ta rất là đơn giản, đó là các bạn có nhìn thấy trên bàn của chúng ta có 4 thẻ bài không ạ? Đó là A, B, C, D, tượng trưng cho 4 đáp án. Sau khi mà mình nghe câu hỏi và tớ có hiệu lệnh là xin mời, thì các bạn sẽ đặt đáp án mà mình nghĩ là đúng vào ống tre của các bạn ở đằng trước. Và đây chúng ta có bộ tự tính điểm. Nếu mà khi nào mà mình được đúng, mình sẽ có 5 điểm. Còn nếu mà mình trả lời sai thì mình sẽ không có điểm nào. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Thế thì mình sẽ vào câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi về hình ảnh. Mời các bạn cùng hướng lên màn hình để xem một đoạn clip. Trò chơi dân gian nào đang được nhắc đến trong đoạn clip vừa rồi? A. Chơi chuyền, chơi banh đũa. B. Chơi ô ăn quan. C. Chơi cá ngựa. Và D là chơi ủ. Mới suy nghĩ thôi nha, mới suy nghĩ nha. Xin mời đáp án ạ. Wow, là tất cả mọi người là đều chọn A luôn. Bạn nhìn thấy hình ảnh gì mà bạn nghĩ lại đấy là chơi chuyền? Dạ, bởi vì con nhìn thấy những cái đũa với lại quả banh nên là con nghĩ đó là chơi banh đũa. Rất là hợp lý đúng không ạ? Ở trong chương trình học ấy, mình đã từng học qua một cái bài nó liên quan đến cái trò chơi này. Và mình thấy cái cách chơi và cái dụng cụ nó cũng giống y hệt. À, vâng, phương án A là phương án chính xác ạ. Mỗi bạn sẽ có 5 điểm. Đầu tiên, tự cộng cho mình nào. Chơi chuyền hay còn gọi là chơi banh đũa, đánh chắt hay là đánh nẻ thì là một trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam. Mà để chơi chuyền được thì chúng ta cần chuẩn bị là 10 que chuyền này và một quả bóng nặng. Người chơi thì sẽ tung quả bóng lên không trung, đồng thời là mình dùng chính bàn tay đấy để mình gọi là lấy số que. Ý. Vậy là bàn tay của chúng ta cũng chỉ có một cái thôi ạ. Còn ai có thể thách đấu không ạ? Chơi cho mọi người tâm phục khẩu phục nào. Ôi, chết rồi, sắp bị vượt rồi, sắp bị vượt rồi. Trò chơi dân gian ngày hôm nay. Quá hay. Câu thứ hai sẽ là chủ đề câu nói của ai. Người lắng nghe thật kỹ này. Con đi chăn trâu thì chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà làng bắt mất trâu, là câu nói của nhân vật nào trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam? A. Phú ông. B. Dì ghẻ. C. Ông Bụt. Và D là anh khoai. Này là đáp án mình đã thấy có cái sự gọi là tranh cãi rồi đây này. Nào,
mình thử hỏi Minh Anh đi. Sao Minh Anh lại chọn phương án B ạ? À, mình đã nghe qua và mình nghĩ là ông Mục đã nói câu nói đó. À, ông Mục là gì vậy? À, dì Ghẻ đã nói câu nói đó. À, thế thì mình hỏi bạn Tân đi. Bây giờ tại sao bạn lại chọn phương án A? Mình nghĩ là Phú ông, ổng có rất là nhiều con trâu nên là ổng sợ là bắt mất trâu. À. Nhưng mà Phú ông là có nhiều trâu nên là sợ bị bắt mất trâu nên phải gọi là mình dặn người ở là đi chăn trâu thì phải chăn đồng xa, nếu không thì người ta bắt mất trâu của mình. Cũng hợp lý mà đúng không? Con đi chăn trâu thì chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà làng bắt mất trâu là câu nói của nhân vật dì Ghẻ trong câu chuyện cổ tích Tấm Cá Mạ. Chúc mừng các bạn đã chọn phương án B, dì Ghẻ. Những bạn phương án B mình sẽ có thêm 5 điểm, còn các bạn khác mình sẽ không có điểm ở đây nha. 1, 5, 4, 2. Sữa dinh dưỡng Vitamilk Pro cộng bổ sung các vi chất thiết yếu: vitamin K2, canxi, vitamin A, omega 6 mang tới nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. Vitamilk Pro cộng sữa được huấn luyện viên Park Hang-seo khuyên dùng. Sữa Vitamilk Pro cộng giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. À, vừa rồi thì mình có được bạn Đăng nói nhỏ một chút là bạn có muốn có một lời nhắn nhủ tới bạn Khang ở bên kia. Thì bây giờ thì bạn Đăng, bạn có nói với tớ là vừa mới nghe bạn Khang hát bài Mang Tiền Về Cho Mẹ. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Bạn Khang được có 5 điểm thế kia thì mang tiền về cho mẹ làm sao được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi về âm thanh. Mời tất cả các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Về tấm gương anh hùng thiếu niên nào? A. Nguyễn Bá Ngọc, B. Vừ A Dính, C. Lý Văn Mưu và D. là Kim Đồng. Nào, câu này khó, hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Với câu hỏi rất là khó này thì chúng ta chỉ có 9 bạn trả lời thôi. Tại sao con lại chọn D? Bởi vì câu cuối của bài hát con có nghe câu là đi tuyên truyền cho nhân dân, mà Kim Đồng là hình như là đi làm đi tuyên truyền là chạy khép nơi xong bị bắt. Rất là có cơ sở đúng không ạ? Với một câu hỏi rất là khó như thế này thì đáp án sẽ là gì? Và đáp án của câu hỏi này là D. Kim Đồng. Chúc mừng các bạn đã chọn D, các bạn có thêm 5 điểm. Mười tuổi ạ. Là mình 10 tuổi đúng không? Rồi mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Kim Đồng thì tên thật là Nông Văn Dền, quê ở Cao Bằng. Năm 1943, trong một lần làm nhiệm vụ canh gác, thì anh bị thực dân Pháp phát hiện và anh dũng hy sinh ngay trên bờ suối Lenin để bảo vệ các đồng chí lãnh đạo. Và khi ấy thì Kim Đồng cũng mới chỉ có 10 tuổi thôi. Rất là nhỏ đúng không ạ? Sự hy sinh của anh thì đã trở thành tấm gương về lòng yêu nước để lớp lớp thiếu niên thế hệ sau học tập. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi về con số. Lúc nãy mình có nghe bạn Tú đúng không? Bạn Tú chia sẻ là bạn rất thích toán học đúng không? Vâng. Như thế thì bạn sẽ rất thích các con số đúng không? Vâng. Đây sẽ là một câu hỏi về con số, nhưng con số lần này liên quan đến lịch sử. Con số hôm nay của chúng ta sẽ là số 12. Số 12 gợi cho bạn về nhân vật nổi tiếng nào trong lịch sử Việt Nam? A. Lý Thường Kiệt, B. Đinh Bộ Lĩnh, C. Trần Quốc Toản và D. là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Không bàn luận, không bàn luận, không nhắc bài. Bạn Quân, tại sao bạn lại chọn phương án C mà lại không chọn giống các bạn? Cả đội mình đều chọn B mà một mình chống lại cả đội luôn. Mình chọn Đại. Là lại chọn Đại. Câu này quá dễ, nó có sẵn trong chương trình dạy lịch sử lớp 4 chứ cái gì. Nhưng mà bây giờ ở đây chỉ có 4 bạn học lớp 4 thôi, còn các bạn khác mới học lớp 2, lớp 3, làm sao các bạn biết được? Bởi vì câu chuyện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân nên là số 12 gợi cho mình về Đinh Bộ Lĩnh. Thế là bạn đã giải thích thay phần của dẫn chương trình luôn rồi mọi người ơi. Và đáp án B là đáp án chính xác. Chúc mừng các bạn đã chọn phương án B, chúng mình có thêm 5 điểm. Tiếp theo sẽ là câu hỏi về chiếc dương thần kỳ.
Mời các bạn nhìn ở đây, mình nghĩ là mình sẽ dùng thần chú để mở nó. Úm ba la, dương thần mở ra. Không mở nên là mình và Cao Lớn sẽ mở. Mình mở rồi Cao Lớn lấy nha. Wow. Rồi. Bức tranh bạn đang xem thuộc dòng tranh dân gian nào của Việt Nam? A. Tranh hàng trống. B. Tranh làng Sình. C. Tranh kim hoàng. Và D là tranh đông hồ. Rất nhiều phương án D. Nguyên cả đội này thực sự là rất là đồng lòng luôn đấy. Còn đội bên này là mình A, mình B, mình C, mình D là mình đủ cả. Ôi, mình hỏi bạn Ngân đi. Tại sao bạn Ngân lại chọn phương án D? Mà cô nói với mình rằng đây là tranh đông hồ. Và bọn mình cũng đã được thử làm cái tranh đông hồ ấy. Cho nên mình nghĩ đây là tranh đông hồ. Đáp án D. Vậy là bạn Ngân là rất là có kiến thức luôn, chứ không phải là bạn chọn bừa đâu. Thì đương nhiên đáp án sẽ là tranh đông hồ. Chúc mừng tất cả các bạn đều đã chọn đúng và đều có thêm 5 điểm. Còn đội này thì mình chỉ có 2 người là có thêm 5 điểm thôi. Mình tự cộng vào điểm của mình nha. Bức tranh mà các bạn đang thấy thì có tên là đàn lợn âm dương thuộc dòng tranh dân gian Đông Hồ. Tranh đàn lợn âm dương thì mang hình ảnh 6 con lợn đang ăn cây giấy cùng nhau. Bức tranh này thì ẩn chứa thông điệp là giúp gia đình bình an, thịnh vượng, sự sinh sôi nảy nở, con cái no đủ và vui vẻ thuận hòa. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ 6. Tất cả cùng nhìn lên màn hình nào. Các bạn có nhìn thấy đây là có rất nhiều mảnh ghép không? Có ạ. Đó, thì sau cái mảnh ghép này chúng ta sẽ có một bức tranh bí ẩn. Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đi tìm xem bức tranh bí ẩn này là mình sẽ nói về sự kiện hay là nhân vật nào. Mỗi bạn sẽ được lật ô bất kỳ. Bạn nào tìm ra hai ô giống nhau thì hai ô đó sẽ tự biến mất, lộ ra một phần của bức tranh đằng sau. Bạn sẽ được cộng 5 điểm. Một bạn nào đấy đã tìm được cái bức tranh tổng đằng sau là gì thì các bạn có quyền dừng để các bạn ấy xin trả lời. Và nếu bạn trả lời đúng thì cuộc chơi của chúng ta sẽ dừng và bạn sẽ được cộng 5 điểm. Bây giờ đội học nhanh hay là đội mau nhớ mình muốn lật trước ạ? Bên này có hai bạn giơ tay liền, thế thì mình sẽ cho đội mau nhớ mình tham gia trước nhá. Mời bạn Quân. Minh Anh Mỹ Tuyên. Bây giờ bạn hãy chọn mảnh ghép thứ hai. Minh Tố Nguyên Khoang. Chưa có hai mảnh ghép nào giống nhau cả. Mời Đăng. Minh Quân với Mỹ Tuyên. Hải Đăng với mình Đăng. Đúng rồi. Xin chúc mừng ạ, trời ơi. Lật ngay lật đầu chúng luôn. Quá đỉnh. Mình giơ tay. Và mình đang có đáp án cuối cùng của bức tranh đằng sau rồi. Mình chắc chắn chưa? Bây giờ nếu không là mình mất lượt, mình sẽ không được chơi tiếp đâu. Mình chắc chắn chưa? Nhưng mà bạn Quân đã chắc chắn chưa? Nếu không là mình, một là mình được 5 điểm và tất cả các bạn không được chơi nữa. Hai là mình mất lượt chơi luôn. Mình chắc chắn chưa? Mình chắc chắn. Bạn hãy nói thật to đáp án của mình nào. A. Lương Thế Vinh. A. Lương Thế Vinh. Đúng. Bạn đã chắc chắn chưa? Các bạn nào có đáp án khác không? Dạ. Bạn Khang có đáp án khác à? Vậy tại sao bạn Khang lại nghĩ là C? Thế bạn dựa vào chi tiết nào để bạn đoán là Nguyễn Hiền? Tại cái này con đọc ở đâu đâu đó. À, là bạn đã đọc ở đâu đâu rồi là Nguyễn Hiền. À, vậy bạn Quân, bạn dựa vào chi tiết nào để bạn đoán đây là Lương Thế Vinh? Lương Thế Vinh thì cân một con voi. Mình thấy cái đầu con voi. À, bạn chỉ thấy con voi thôi đúng không? Và bạn đoán đây là Lương Thế Vinh. Có đáp án Lương Thế Vinh. Và bạn Quân là người may mắn nhất. Chính xác, chính là đáp án Lương Thế Vinh. Đó, một mình bạn được 5 điểm cho vòng thi này. Vậy thì bạn Quân đã đưa cho mình câu chuyện về Lương Thế Vinh cân con voi. Vậy có ai ở đây có thể cho mình biết là làm thế nào để cân được một con voi không? Dạ, đầu tiên là mình để ông qua linh thuyền. Tiếp theo là mình là cái vạch nước tới đâu rồi mình xong cái mình lấy bút mình gạch đó. Xong cái rồi nhưng cũng quên. Ai trả lời được tiếp ạ? À? Ai trả lời được tiếp cho bạn Đăng ạ? À? Xong mình làm thế nào? Mời bạn Tân. Sau đó thì mình lấy đá đặt lên trên anh thuyền, đặt cho tới khi mà cái mực nước nó chìm bằng với mực nước của voi. Sau đó thì đi cân mấy tảng đá là sẽ ra được cân nặng của voi. Ôi, thật sự là các sĩ tử của Trạng Nguyên Nhí rất là thông minh đúng không ạ? Mình cảm thấy là mình dẫn chương trình và mình rất là nhàn vì các bạn đã giải thích hết cho mình rồi, mình cũng không còn gì để giải thích nữa. Vậy thì chúng ta đã kết thúc vòng thi hương ở đây rồi. Mình nhìn ai đang là người có số điểm cao nhất ạ? Đăng và Minh Anh đang có số điểm cao nhất đúng không ạ? Chúc mừng Đăng và Minh Anh. Đăng dẫn đầu với 25 điểm. Và kết thúc
thúc kỳ thi Hương thì chúng ta không chỉ là thi cá nhân đúng không ạ? Chúng ta còn thi cả đồng đội nữa. Và tổng điểm của hai đội như sau. Đội học nhanh sau kỳ thi Hương chúng ta có 70 điểm. Và đội mau nhớ các bạn rất xuất sắc, các bạn có 130 điểm. Sữa VPMilk Grow Cộng giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. Nhớ uống sữa mỗi ngày. Sữa dinh dưỡng VPMilk Grow Cộng bổ sung các vi chất thiết yếu, vitamin K2, canxi, vitamin A, omega 6 mang tới nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. VPMilk Grow Cộng sữa được huấn luyện viên Park Hang-seo khuyên dùng. Nhớ uống sữa mỗi ngày. Sữa dinh dưỡng VPMilk Grow Cộng bổ sung các vi chất thiết yếu, vitamin K2, canxi, vitamin A, omega 6 mang tới nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. VPMilk Grow Cộng sữa được huấn luyện viên Park Hang-seo khuyên dùng. Sữa VPMilk Grow Cộng giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. Bạn Minh Đạt, bạn Minh Đạt, còn bạn Minh Đạt. Là Đăng có đưa cho tôi một câu trả lời không ạ? Bấm chuông để giành quyền trả lời sẽ là một điều rất đặc biệt ở kỳ thi thứ hai này có tên là kỳ thi hỏi. Trạng Nguyên Nhi. Ở trong kỳ thi hội này thì chúng ta sẽ có hai chiếc bục ở hai bên và mỗi bục sẽ dành cho một bạn ở mỗi đội. Đội học nhanh chúng ta điểm đang thấp hơn đội mau nhớ một chút nên chúng ta sẽ hơi thiệt thòi, đó là lần này chúng ta sẽ phải cử người lên đây để thi. Khi mà đội mau nhớ nhìn thấy bạn của team này đi lên thì mình có thể bàn chiến thuật với nhau để xem là ai sẽ là người thi đấu hợp lý nhất. Mọi người đã hiểu luật chưa ạ? Rồi. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ là một câu hỏi về chủ đề đi dã ngoại. Theo buổi trường thì con thấy bạn Ngân học giỏi địa lý. Thấy nên bạn là... Ngân là học giỏi địa lý. Con mời bạn Ngân lên. Bạn Ngân đã sẵn sàng chưa? Con sẵn sàng. Vậy bây giờ mình sẽ xem đội mau nhớ mình sẽ cử ai nhá. Mời đội trưởng. Mình sẽ cử bạn Thanh Tân. Bạn Tân sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Vậy thì xin mời bạn Tân và xin mời bạn Ngân bước ra bục ạ. Bây giờ mình đang thấy là hai bạn rất là căng thẳng đúng không? Dạ không. À không căng thẳng, thế sao câu trước lại bảo là có căng thẳng? Thế là có căng thẳng hay là không căng thẳng? Dạ nhầm. Dạ nhầm. À dạ nhầm là nhầm là bây giờ căng thẳng hay không? Dạ không. Dạ không căng thẳng. Thế bạn Ngân mình có căng thẳng không? Hơi hơi à? Thế bây giờ mình hỏi các bạn một câu này. Hè này các bạn đã được đi biển chưa? Dạ chưa. À đi rồi. Còn bạn Tân là chưa được đi biển. Câu hỏi của chúng ta sẽ là về sông. Hai bạn nghe kỹ nha. Mênh mông bờ bãi phì nhiêu, chín con rồng lượn dập dìu nước mây. Đố các bạn biết đấy là sông gì? A. Sông Sài Gòn. B. Sông Cửu Long. C. Sông Lam. Và D là sông Hồng. Xin mời câu trả lời. Bạn Ngân nhanh quá. Mũi bạn đỏ rồi, mời bạn Ngân. Đáp án của mình là B, sông Cửu Long. Sông Cửu Long, tại sao bạn lại chọn B? Từ chín con rồng, chín là cửu và rồng là long thì mình ghép lại. Thì mình nghĩ đó là đáp án B, sông Cửu Long. Trời ơi, quá thông minh, đây là một đáp án chính xác ạ. Xin chúc mừng bạn Ngân. Sông Cửu Long là tên gọi chung cho các phân lưu của sông Mekong chảy trên lãnh thổ của Việt Nam. Sông chảy ra Biển Đông tại chín cửa biển, chính vì thế mà mới có tên là Cửu Long. Cửu, Cửu là số mấy? Dạ, Cửu là số 9. Đúng, vậy đó là sông Cửu Long. Mình chúc mừng bạn Ngân nha. Bạn Tân hơi phí một chút là mình bấm chuông chậm hơn một tí. Chúc mừng bạn Ngân được 5 điểm. Câu hỏi thứ hai sẽ là một câu hỏi về hách não, đố mẹo. Xin mời đội trưởng. Mình tự lên luôn, xung phong luôn. À, 30 giây thảo luận các bạn. Ok, thảo luận xong rồi. Mình mời bạn Đăng. Bạn Đăng. Mong nhớ, mình sẽ cử ai? Bên này chúng ta đã có một bạn Đăng học lớp 4 ạ. Bạn Phúc sẽ cử ai để thi đấu ạ? Cử Minh Tú. Trông Minh Tú rất là bé, Minh Tú hình như mới học lớp 2 đúng không? Minh Tú. Ôi, vậy là lớp 2 đấu với lớp 4. Quyết định là đã chắc chắn chưa? Chắc chắn luôn. Mời bạn Minh Tú và mời bạn Đăng ạ. Cố lên em trai tôi. Cố lên Tú ơi. Bạn Tú, mình bé hơn bạn 2 tuổi, mình có sợ không? Mình có căng thẳng không? Dạ có. À có căng thẳng à? Mình cố lên nhá.
Cố lên thôi, cũng không biết làm sao. Bây giờ mình thi với một em bé hơn thì mình có tự tin không? À là mình cũng căng thẳng luôn. Thế thì mình cũng cố lên nhá. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu hỏi luôn. Đố bạn làm thế nào để có thể thức trắng 7 ngày mà vẫn không thiếu ngủ? Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Suy nghĩ nha, từ từ chuẩn bị này. Xin mời câu trả lời. Ê à, lần này là không có ai rồi. 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời. Xin mời bạn Tú. Đây là thức trong mơ. Thức trong mơ thì mình sẽ không bị thiếu ngủ đúng không? Nghe thật ra nó cũng hợp lý đấy, nhưng mà nó lại chưa phải đáp án chính xác. Vậy bây giờ cơ hội sẽ lại dành cho bạn Đăng. Nếu bây giờ mình trả lời được thì mình sẽ được 5 điểm. Nhưng nếu mình không trả lời được thì mình sẽ mất 5 điểm. Thì bạn có muốn trả lời hay không? Cả đội có tin tưởng bạn không? Không. Tin tưởng luôn, thế thì suy nghĩ thật kỹ. Mời bạn Đăng. Đáp án của bạn là dạ là thức kiểu thức nghĩ trong đầu á, nghĩ trong đầu á. Là mình thức kiểu mình nghĩ trong đầu. Thế thì cũng giống câu trả lời của bạn Tú là mình ngủ mơ mà. Là cũng kiểu ở trong đầu thôi. Đấy là một đáp án không chính xác. Có ai biết đáp án của câu trả lời này không ạ? Xin mời bạn Đăng. Uống cà phê. Mình uống cà phê. Bây giờ mình uống cà phê mình cũng không thể thức trắng 7 ngày mà mình không cảm giác thiếu ngủ được. Và như thế rất có hại cho sức khỏe. Không được làm nha. Rồi xin mời bạn Khang. Chắc một tuần ở đây là một ngày. À sao một tuần lại là một ngày? Thua. Chịu rồi. Làm thế nào để có thể thức trắng 7 ngày mà không thiếu ngủ? Mình thức trắng là mình thức trắng 7 ngày, chứ mình có thức trắng 7 đêm đâu đúng không? Thì mình đi ngủ về đêm, còn ban ngày thì mình thức, được chưa? Okay. Ừ được. Đấy, mình đã bảo rồi, câu hỏi hách não là một câu hỏi mình không thể suy nghĩ theo logic bình thường được. Mình phải lắt léo đi, mình phải chú ý vào các cái chữ ở trong câu vào. Bạn Tú không có điểm và bạn Đăng rất tiếc đã mất đi 5 điểm duy nhất. Chia buồn với bạn Đăng. Chúng ta sang câu hỏi thứ 3. Là một câu hỏi về phòng thí nghiệm, về khoa học. Với mình thì đây là một chủ đề khó, còn đối với các bạn thì mình không biết nữa. Đội trưởng đội kia thách đấu em. Vậy xin hỏi đội trưởng của đội không nhớ ạ, mình có chấp nhận lời thách đấu không? Không, không. À dạ không, xin lỗi đội trưởng bên này không chấp nhận, xin mời. Xin mời mình tự chọn một thành viên ạ. Tự ứng cử bản thân. Xin đội mong nhớ, bạn Phúc hãy cho mình một cái tên để đấu lại với đội trưởng của bên kia được không ạ? Thôi mình lên. Mình lên luôn. À vậy là bạn Phúc đã chấp nhận lời thách đấu. Vâng, xin mời hai đội trưởng ạ. Cố thi của những người đội trưởng. Bây giờ hai đội trưởng đang cảm thấy như thế nào ạ? Quả này thua thì nhục. Thua thì nhục. Thắng thì vui. Thắng thì vui. Hết. Thế bạn? Bạn dạ, Phúc hơi căng thẳng. Đang cảm thấy căng thẳng. Không sao, mình cố lên, mình tự tin lên. Đội mình đang là đội dẫn trước mà, mình tự tin lên. Các thành viên có tin tưởng đội trưởng không ạ? Có. Thành viên bên này mình có tin tưởng đội trưởng không ạ? Có. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi. Mời các bạn đến với phòng thí nghiệm. Các em thấy thí nghiệm này rất thú vị đúng không? Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu làm thí nghiệm này thôi. Những nguyên liệu mình cần là một chai nước được khoét lỗ ở đáy chai, một cây gậy và một cái ống nước. Ngoài ra, chúng ta sẽ phải cần một bình ga mini, một chiếc đèn khò và cuối cùng chúng ta sẽ cần một ít dây để có thể cố định được ống nước với gậy. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào thí nghiệm thôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ cho gậy luồn qua các ống. Chúng ta sẽ lấy cái dây để chúng ta có thể cố định nó lại. Chúng ta sẽ lấy chai nhựa để ở đầu cuối của ống để khi đó khi mà lửa thoát ra nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta sẽ lấy bình ga ra. Các em khi làm sẽ phải cần có sự quan sát từ bố mẹ, từ thầy cô, chứ không được tự ý ở nhà làm một mình vì nó sẽ rất là nguy hiểm cho các em. Sau khi nhờ bố mẹ hoặc thầy cô lắp bình ga và đèn khò vào đầu ống còn lại như thế này là chúng ta đã có chiếc súng plasma rồi. Các em thấy thí nghiệm này rất thú vị đúng không? Bây giờ anh đố các em,
trong thí nghiệm này, vì sao trong quá trình di chuyển trong ống, quả bóng khí ga lại không cháy mà ra ngoài ống thì nó mới cháy? A. Vì khí ga đi quá nhanh. B. Vì trong ống có chất chống cháy. C. Vì lượng khí ga là không đủ. D. Vì khí ga ở bên trong chưa tiếp xúc với oxy. Chúc các em may mắn. 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời. Bình tĩnh. Tôi thấy bạn ấy cũng không vội, cậu không cần phải vội thế. Đây, ok, nào, mời câu. Theo mình thì đó sẽ là đáp án D. Vì khí ga chưa tiếp xúc với oxy nên chưa cháy. Bạn có thể giải thích rõ hơn không? Đám cháy cần oxy để có thể duy trì sự cháy. Vậy nên trong ống được bịt kín nên là oxy không thể luồn vào được. Từ đó ga ở bên trong không cháy mà khi ra ngoài ống mới cháy. Vậy hỏi bạn Phúc, bạn có cảm thấy câu trả lời này là hợp lý không? Dạ, mình không biết. À, mình cũng không biết à? Nhưng mà đây là một câu trả lời hợp lý và vâng, chúc mừng bạn Khang. Đây là một câu trả lời chính xác. Đây là đội trưởng đã giành được thêm cho đội mình. Này, sao cậu suốt ngày cứ uống sữa hoài vậy? Thì mẹ tớ bảo là mỗi ngày phải uống 2-3 hộp sữa thì mới cao lớn được. Nè, tớ không uống sữa mà tớ cũng cao luôn. Ôi, cậu cao lớn chỉ là cái tên thôi, chứ cậu xem sức khỏe của cậu ấy. Khiếp, như lần trước lớp mình thi đá bóng, cậu tập được có mấy buổi xong cậu lăn quay ra ốm. Thế mà là cao lớn à? Tớ chỉ không thích thôi, chứ tớ biết nhiều về đá bóng lắm. Biết nhiều về đá bóng lắm. Thế thì hôm nay tớ lại có một câu hỏi cho cậu và tất cả các bạn ở đây. Một câu hỏi về đá bóng. Một câu hỏi về đá bóng. Đã có cao lớn đồng ý rồi. Vậy xin hỏi là đội học nhanh thì mình sẽ cử ai lên? Bạn Quỳnh. Khánh Quỳnh đúng không? Vậy là đội học nhanh đã cử bạn Khánh Quỳnh lên thi. Vậy cho xin hỏi là đội mau nhớ mình sẽ cử ai lên thi về chủ đề đá bóng này đây ạ? Mời Quân, mời Quỳnh lên vị trí. Hai bạn có biết nhiều về đá bóng không? Dạ biết. Mẹ con mới biết. Không biết thì thôi, mình cứ trả lời theo cảm giác của mình nha. Câu hỏi như sau. Theo quy định của FIFA, cầu thủ đang thi đấu sẽ phải rời sân khi nhận mấy thẻ vàng trong cùng một trận? Mời bạn Quân, đúng là quá có lợi thế về đá bóng rồi. Dạ là hai thẻ vàng. Hai thẻ vàng, bạn có thể giải thích. Hai thẻ vàng thì bằng một thẻ đỏ, cầu thủ sẽ rời sân. Có nghĩa là hai thẻ vàng thì bằng một thẻ đỏ và một thẻ đỏ thì sẽ phải rời sân. Chính xác. 5 điểm cho bạn Quân và cho đội bao nhớ. Chúc mừng bạn Quân. Vừa rồi đã là một câu hỏi về bóng đá thì khá là có lợi cho đội mau nhớ rồi đúng không ạ? Vì đội mau nhớ rất là nhiều nam. Còn bên này các bạn nam đã thi đấu hết mất rồi. Thì bây giờ mình sẽ sang một câu trợ lý của bố mẹ, mẹo vặt trong gia đình. Và mình bật mí một chút là câu hỏi này sẽ là một câu hỏi bằng tiếng Anh. No. Xin mời đội học nhanh. Bạn sẽ cử ai? Ai là người học tốt tiếng Anh nào? Mình sẽ cử bạn Quỳnh. Bạn Quỳnh. Bạn Quỳnh có tự tin không? Bạn Quỳnh tự tin, được. Đội mau nhớ sẽ cử ai lên thi đấu ạ? Dạ, cử Minh Anh. Minh Anh. Mời Minh Anh, mời Quỳnh, hai bạn nữ của chúng ta. Trong chương trình Trạng Nguyên Nhí mùa 3 này thì chúng ta có thêm một người bạn mới nữa, đó gọi là Trạng Internet. Mọi người biết tại sao lại gọi là Trạng Internet không? Không à? Bởi vì bạn ý nổi tiếng là thích tìm hiểu kiến thức. Mà mỗi lần bạn ý tìm hiểu kiến thức thì bạn lại lên Internet. Mà bạn Trạng Internet này còn rất là thích giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ bạn ấy để xem hôm nay bạn ấy giúp đỡ bố mẹ làm việc gì nhé. Và bật mí là Trạng Internet thì giao tiếp với chúng ta bằng ngôn ngữ toàn cầu là ngôn ngữ tiếng Anh. Xin chào, tôi là Trạng Internet. Today, my mum was making morning glory, and she asked me to peel the garlic. I don't mind the tar, but I don't really like the smell. I wash, but the smell doesn't go away. My mum said I should use a stainless steel spoon. Now, I have the spoon, but I don't know what to do with it. Can you guys help me? Mời bạn. Mình nghĩ là về cái muỗng và củ tỏi thì
Dùng cái muỗng có thể tách được lớp vỏ của tỏi. Vậy là bạn đã chắc là bạn hiểu rõ câu hỏi chưa? Có vẻ là mình đang hơi lạc đề một chút. Nên bây giờ sẽ là cơ hội cho Quỳnh. Mời bạn. Mình nghĩ là rửa tay bằng xà bông. Tại do là nó hỏi là làm sao để bỏ cái mùi cái tỏi ra. Thì mình nghĩ là rửa tay bằng xà bông. Đúng là cái đoạn mà làm sao để hết mùi rồi. Nhưng mà mọi người nhớ này, mình có đạo cụ, mình có một cái thìa ở đây. Thì câu hỏi của chúng ta là làm thế nào để hết mùi tỏi và dùng cái thìa này. Có bạn nào biết về mẹo vặt này không? Mời bạn khác. Mình suy nghĩ có thể là dùng cái thìa rửa tại, sau đó dùng cái thìa cạo cạo cái phần. Mình không biết là có đúng không, thì bây giờ mình cùng xem trang internet giải thích nhé. So, the correct answer is you take the stainless steel spoon and you rub it on the palm of your hands and between your fingers under cold running water, and then the smell goes away. Sau khi bóc tỏi hay là chế biến tỏi thì mình chỉ cần dùng một chiếc thìa inox cọ nó vào trong lòng bàn tay và các kẽ tay dưới vòi nước lạnh trong vòng 1 phút thì mùi tỏi trên tay sẽ được đánh bay hoàn toàn. Lý do là bởi vì thép sẽ phản ứng với lưu huỳnh có trong tỏi khiến mùi tỏi bị thìa inox đánh bật. Vậy là mọi người biết thêm một mẹo vặt nữa rồi nha. Rất tiếc đó là bạn Quỳnh có chọn là sẽ trả lời và bạn trả lời chưa được đúng nên là bạn sẽ mất 5 điểm. Mình còn một câu duy nhất để mình gỡ này. Thật ra thì cũng chỉ còn mỗi đội, còn có mỗi bạn chưa lên thôi, thì mình cũng chính là bạn đấy mình thi thôi đúng không? Nhưng mà câu hỏi này là câu về thư giãn. Nên là trước khi mình vào câu hỏi thư giãn thì mình thư giãn. Dưỡng uống sữa mỗi ngày. Sữa dinh dưỡng Vitamil Pro cộng bổ sung các vi chất thiết yếu, vitamin K2, canxi, vitamin A, omega 6 mang tới nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. Vitamil Pro cộng sữa được huấn luyện viên Park Hang-seo khuyên dùng. Sữa Vitamil Pro cộng giúp bé cao lớn tinh anh, học nhanh mau nhớ. Phần thư giãn chắc hẳn là phần chơi mà Trạng Tinh Anh Hậu Hoàng thích nhất rồi, vì nhảy múa là thế mạnh của bạn ấy mà. Còn các bạn nhỏ của chúng ta rất nhanh chóng đã bắt nhịp để tập theo. Và đây là thành quả. Nghe thế còn trong vòng tay hòa mình với chim hoa. Hai chú chim ca vòng hoa, hoa như lo vàng rồi. Vui lắm vui bay trong xa, chim hoa chắc lắm theo. Đi đi đi, đi đi đi, thật là hay hay hay. Vừa rồi mình nhảy thì mình có mệt không ạ? Có. Không ạ. Không mệt. Không mệt, vậy thì mình thi tiếp thôi. Và đương nhiên, đội trưởng, và thật ra mình đâu có còn lựa chọn gì nữa đúng không ạ? Vậy còn bạn nào mình chưa thi nào, mình công bố tên lên. Tuyền. Bạn Tuyền, và bên này. Bạn Đăng. Còn bạn Đăng. Mời Đăng, mời Tuyền, lên vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ làm câu hỏi liên quan đến bài hát chúng ta vừa mới nhảy xong luôn. Thật là hay. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm xem từ khuyết thiếu là gì. Xin mời âm nhạc, người lắng nghe kỹ nha. Bấm chuông xong rồi, nào mình phải trả lời. Câu trả lời của chúng ta sẽ là Bấm đi. Là Đăng có đưa cho tớ một câu trả lời không ạ? Này bây giờ có một gợi ý nhỏ nhỏ nhá. Vui rất vui bay từ xa ra ra tới hót theo. Thì cái gì sẽ tới hót theo được?
con gì sẽ tới hót theo được? Đây là một bài hát về các loài gì nhỉ? Chim. Các loài chim. Vậy cho mình một cái tên nào. Ta ta tới hót theo chim gì nào? Chim sẻ. Chim sẻ. Chim sẻ. Chim sẻ tới hót theo là không thấy lấy là không đúng rồi. Nào bây giờ mình hỏi Tuyền là Tuyền có chọn trả lời câu này không ạ? Mình chọn trả lời, mời Tuyền. Chim câu. Chim câu. Chim câu. Chim câu tới hót theo cũng là một đáp án không chính xác ạ. Chia buồn với cả hai đội nào. Ai là người biết đáp án chính xác nào? Mình trả lời cho vui. Mời Quân. Chim oanh. À, chim oanh tới hót theo. À, thật là phong phú, vẫn chưa phải là đáp án chính xác. Mời Ca. À, trời ơi, nó ngay nằm ngay địa bài kìa. Họa mi tới hót theo. Trời ơi, nó ngay nằm ngay địa bài kìa. Ngay địa bài kìa. Vui, rất vui, bay từ xa. Họa mi tới hót theo. Là mình có thấy hợp lý không? Không. Là chưa hợp lý rồi. Mời Minh Anh. Chim đen. Chim đen. Chim gì ấy? Quả hả? Mình phải xem lại cái kiến thức bài hát thiếu nhi của chúng ta nha. Chúng mình rất là am hiểu khoa học, rất là am hiểu mọi lĩnh vực mà tại sao bài hát thiếu nhi mình lại không biết thế này. Nào còn ai còn đáp án chim nào nữa không? Bây giờ là mình trả lời không có điểm đâu nhá, mình trả lời vui thôi nhá. Mình muốn trả lời lại không? Nào. Không à? Không còn ai còn đáp án nữa đúng không ạ? Thế thì của chúng ta sẽ là vui, rất vui, bay từ xa, chim khuyên tới hót theo. Chim khuyên là đáp án chính xác nha. Xin chia buồn với tất cả các bạn ở đây, không ai có điểm. Và xin đặc biệt chia buồn với Tuyền bởi vì bạn sẽ mất 5 điểm. Xui lại càng thêm xui, trời ơi. Và ở kỳ thi hội này thì đội học nhanh đã mang về cho mình âm 5 điểm. Và tổng hai vòng thi của đội học nhanh của chúng ta là 65 điểm. Ở kỳ thi hội này thì đội mau nhớ vẫn xuất sắc hơn một chút, đó là đã mang về cho mình 5 điểm. Và tổng hai vòng thi của đội mau nhớ là 135 điểm. Tiếp theo thì chúng ta bước vào kỳ thi đình. Thì đội mau nhớ có điểm cao hơn, chúng ta sẽ được cử hai bạn có điểm cao nhất để thi đình. Và đội học nhanh chúng ta điểm thấp hơn một chút, nên chúng ta sẽ chỉ được cử một bạn điểm cao nhất của team mình vào thi đình thôi. Mình hỏi đội học nhanh trước đi. Các bạn đã quyết định ai sẽ là người vào thi đình? Đội trưởng. Tất cả quyết định vào đội trưởng. Bây giờ cho tớ hỏi Ngân đi. Bạn phải nhường cho Khang vào thi đình. Mà trong khi mình cũng được 20 điểm như vậy thì mình có buồn không? Không ạ. Mình gọi là tin tưởng vào đội trưởng 100%. Được. Vậy thì cho mình hỏi đội mau nhớ là hai bạn điểm cao nhất mà mình sẽ thi đình là ai? Dạ là bạn Minh Đăng và Minh Quân. Đăng và Quân. Phải ạ. Vậy dạy hỏi bạn Minh Anh. Bây giờ bạn không được vào thi đình như thế, bạn có buồn không? Bạn cũng không buồn và tin tưởng đồng đội mình 100%. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào kỳ thi đình. Đấu lấy lại hai bạn. Một bạn thì khỏe, một bạn thì thông minh. Sợ. Cảm giác của mình rất là vui. Nhất định sẽ đem chiến thắng về cho đội. Quyết tâm! Chào mừng các bạn đã trở lại với Trạng Nguyên Nhí, vòng thi cuối cùng. Thi đình! Cho tớ hỏi là cảm xúc của ba bạn lúc này đang như thế nào? Một mình con, một đội. Đấu lấy lại hai bạn. Một bạn thì khỏe, một bạn thì thông minh. Sợ. Nhưng mà con quyết sẽ giành chiến thắng về cho đội mình. Con rất háo hức. Nhất định sẽ đem chiến thắng về cho đội. Cảm giác của mình rất là vui khi lọt vào thi đình. Mình sẽ đem chiến thắng về cho đội. Vậy thì cả ba bạn cùng hô quyết tâm một lần được không ạ? 1, 2, 3. Quyết tâm! Chúc các bạn sẽ thi tốt, thoải mái, bình tĩnh và tự tin nhé. Bây giờ mình mời các bạn về lại vị trí. Mình đã là người đặt câu hỏi cho vòng thi hương và vòng thi hội rồi. Thì đến vòng thi này đã vào rất sâu rồi đúng không ạ? Thì mình sẽ phải có một giám khảo khách mời đặc biệt để ra đề cho các bạn. Và trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Phạm Văn Giào, Viện trưởng Viện ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam ạ. Xin gửi lời chào đến tất cả các trạng viên nhí của chúng ta cũng như tất cả các bậc phụ huynh đang xem qua màn hình nhỏ. Mong anh là ra đề cho các sĩ tử của em cũng khó vừa vừa thôi ạ. Dạ, cảm ơn anh. Đến với kỳ thi đình hôm nay
các bạn sẽ cùng với chúng tôi xem một đoạn video clip để xem đề của chúng ta là gì các bạn nhé. Mời các bạn xem video. Những bạn nhỏ này bị điếc bẩm sinh, nhờ vào một thiết bị đặc biệt mà các bạn ấy đã có thể nghe. Và đây là những âm thanh đầu tiên mà các bạn ấy nghe thấy. Hi Drake. Mommy and Daddy love you very much. Audrey. Look at her. Hey. Oh. Sophie. Hi. Hey. Hi. Hello. Đó là tiếng của mẹ, tiếng của cha, tiếng gọi của những người xung quanh. Tiếng nói của mẹ cha là những âm thanh đầu tiên chúng ta nghe thấy được khi chào đời. Những âm thanh đó luôn bên ta trong quá trình chúng ta lớn lên, quen thuộc đến mức đôi khi chúng ta không thích hoặc không muốn nghe những lời cha mẹ nói, mà không biết rằng đối với nhiều người, đó lại là những âm thanh quý giá nhất trong cuộc sống này. Daddy, Daddy loves you, Drake. Với các bạn nhỏ khiếm thính, việc nghe được giọng bố mẹ đó là một điều thiêng liêng cao quý nhất trong cuộc sống thường ngày. Có thể có những lúc chúng ta không muốn nghe lời cha và mẹ. Bạn đã bao giờ không muốn nghe bố mẹ nói chưa? Hãy kể về kỷ niệm đó và những thanh âm mà bạn muốn nghe nhất mỗi ngày. Các bạn có 5 phút để thảo luận. Mời các bạn. Sẽ xung phong lên đây trình bày trước nào. Mình quạt Lucy nào. Mời Đăng đi lên nào. Có những lúc tôi không muốn nghe ba mẹ nói là vì lúc đó tôi bị ba mẹ la và có những từ chửi rất thô lỗ, nên những lúc đó tôi không muốn nghe ba mẹ nói cả và tôi rất buồn. Nên đó là lý do tôi không thích nghe ba mẹ nói vào những lúc đó cả. Là thí sinh đầu tiên nên là mình hơi run đúng không ạ? Bây giờ cảm xúc của mình thế nào sau khi mình trình bày xong? Hồi hộp ạ. Hồi hộp đúng không? Thế thôi bây giờ mình sẽ về chỗ để mình lắng nghe bạn tiếp theo trình bày nhé. Có lần tôi đã nghịch ngợm mà bố tôi nói mãi chẳng nghe. Rồi bố cáu, bố mắng tôi rất nặng đến mức tôi nghĩ rằng tôi không muốn nghe lời bố bao giờ nữa. Nhưng sau khi xem xong video trên, tôi đã suy nghĩ khác. Thì ra, phụ huynh mắng chúng ta chỉ để chúng ta tốt hơn mà thôi. Và tôi mong rằng ai trên cuộc sống ngắn ngủi này cũng được nghe tiếng bố mẹ mình nói dù chỉ một lần. Qua trong phim em thấy rất có lỗi với ba mẹ vì em không nghe lời ba mẹ nói, nhưng không, em đã sai. Em thấy trong phim có những em bé đã không nghe được ba mẹ. Và em thấy lần đầu tiên những em bé đã
đã nghe được giọng nói của ba mẹ. Khi đó ba mẹ rất vui vì con mình đã được nghe giọng của ba mẹ. Em thích nhất là khi mẹ em chửi em đã sửa sai vì đã dựa vào những tiếng la mắng. Nói chung em thấy những em bé trong phim rất đáng thương. Ba bạn của chúng ta hôm nay đều đã viết rất là hay rồi đúng không ạ? Mình cùng cho một tràng pháo tay để cổ vũ cả ba bạn nhé. Trạng Nguyên Nhi. Và trước khi mà chúng ta công bố Trạng Nguyên Nhi hôm nay sẽ là ai thì chúng ta đầu tiên sẽ đến với giải đồng đội đã nhá. Mình có nhớ là đội của chúng mình được bao nhiêu điểm không? 65 điểm ạ. 135. Vậy đội chiến thắng sẽ là đội Màu Nhớ. Màu Nhớ. Và sau đây sẽ là đánh giá của giám khảo về ba bài thi vừa rồi. Qua ba phần trình bày của ba bạn sĩ tử chúng ta, bạn nào cũng thể hiện hết được cái giá trị ý nghĩa thông qua cái đoạn video clip. Với mỗi bạn, đặc biệt là chỗ bạn Minh Đăng này, bạn Khang này, bạn Quân đều trình bày được cái câu chuyện của cá nhân mình, nêu được cái khuyết điểm của mình và từ đó có thể đưa ra những bài học kinh nghiệm cho cá nhân và cuộc sống. Có những lúc tôi không muốn nghe ba mẹ nói là vì lúc đó tôi bị ba mẹ la và tôi rất buồn. Em đã sai. Em thấy trong phim có những em bé đã không nghe được ba mẹ. Thì ra phụ huynh mắng chúng ta chỉ để chúng ta tốt hơn mà thôi. Và tôi mong rằng ai trên cuộc sống ngắn ngủi này cũng được nghe tiếng bố mẹ mình nói dù chỉ một lần. Thật sự đối với thầy, thầy muốn chọn cả ba bạn để nhận được vị trí cao nhất ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu để xem xét và cân đo cho một bạn để bước vào chương trình thì thầy sẽ chọn một bạn có thể nêu được ý nghĩa của đoạn video clip, có thể trả lời được câu hỏi hầu như đúng ý với cái câu hỏi mà ban tổ chức đã đặt ra. Cả nhà chúng ta đang lo lắng, đang hồi hộp phải không ạ? Và ai ạ? Chuẩn bị 1 2 2 2. Ta-da! Đến từ Hội đồng Anh tại Việt Nam. Xin chúc mừng Khang. Xin chúc mừng Khang. Chúc mừng Khang. Cảm ơn. Đây nữa. Và xin chúc mừng Mạnh Khang. Ôi giải thưởng lớn quá, không cầm hết được không? Ôi Tinh Anh ơi, vậy là đã kết thúc cuộc thi và tìm được Trạng Nguyên Nhí rồi à? Đúng rồi. Hôm nay thì chúng ta đã có một kỳ thi. Thi mà chơi, chơi mà học. Rất là nhiều kiến thức và bổ ích rồi đúng không nào? Thì một lần nữa là xin cảm ơn tất cả các sĩ tử ngày hôm nay và cũng xin chúc mừng tất cả các sĩ tử. Ngoài ra thì mình cũng muốn xin cảm ơn nhà tài trợ VPMU Grow Cộng đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ thì là lúc để chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào 13 giờ thứ 7.